kết 1 của Nam nhất bảng A gặp nhì bảng B, đứng trên sân A là Nam xóm Thuận Thành. Theo thầy chỉnh lại, mang trang phục trắng tay đỏ, đứng trên sân B là Nam xóm Văn Hóa 2, mang trang phục trắng tay đỏ. Hai đội bố trí đội hình. Sau khi bố trí đội hình xong, tức là ở đây có phần cả thắt đai, thế rồi là các hàng đô phải có đai mới được nằm trong chương trình thi đấu. Béo ơi cố lên, Béo ơi cố lên. Sau khi đội xong, trong tay kiểm tra nhân sự, trong tay chân sân A đổ, trong tay sân B đổ, mời hai đội lên dây. Mang để cổ vũ cho hai đội chúng ta, xin mời nhân dân chúng ta nổ một tràng pháo tay thật to để cổ vũ. Hai đội lên đây về tư thế chuẩn bị nào, hai đội về tư thế chuẩn bị, trong tay chỉnh chốt, hai đội sẵn sàng kéo rồi. Đây là trận thi đấu của Nam xóm Thuận Thành và Nam xóm Văn Hóa 2. Văn Hóa Thuận Thành đang tranh lợi thế, lợi thế đang có trong trận đấu này. Văn Hóa Thuận Thành rồi là tài, Văn Hóa 2 đã có rồi, đừng chốt và đang trên tôi và đang chuẩn bị.
về tư thế chuẩn bị thôi. Nếu tay còn di chuyển, trọng tài chỉ chốt. Hai đội sát xa. Đứng thi đấu trên sân là đội Văn Hóa 2 và thi đấu trên
đội được quyền chốt tay để có thể thi đấu tiếp tục. Chúng tôi cũng đã thông báo rất nhiều lần rồi. Và để cho chúng tôi ngày hôm nay có bổ sung cho các đội là người cuối cùng được xếp chốt tay. Phải nói là có mấy quê cũng đã, nhưng mà điều chỉnh nào có quá cái đây ba mà đầu thì nguy hiểm lắm. Hai đội về tư thế chuẩn bị. Chuẩn bị chưa? Chắc chắn. Trọng tài chính chỉnh tốt. Hai đội sẵn sàng.